Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 19. Bữa nay bắt đầu quý Phật tử khắp nơi nơi tập trung về đông lắm quý vị. Trước mấy ngày họ đã đến rồi, mà nay là đến đông nhất nè. Bắt đầu sáng ngày mai 18 khoảng 3 giờ sáng là chúng ta ổn định đạo tràng bên đạo tràng 3. Những đức chia sẻ Phật pháp xong chúng ta niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh buổi sáng sớm. Nên quý Phật tử khắp nơi nơi về để lại Quan Âm Bồ Tát 2 ngày 1 ngàn lại. Những đức sắp xếp chương trình cho cái chuyến đi quý vị rất xứng đáng. Đây là cái điểm đặc biệt để chúng ta tu duyên tu phước. Nên là có những người họ lý luận, họ nói rằng bây giờ lại Quan Âm Bồ Tát bằng tượng, bằng xi măng, sao không cái ngày lễ Quan Âm Bồ Tát không ở nhà lại cha lại mẹ mình. Quý vị coi cái lý luận rất là ngộ. Không lẽ giờ tự nhiên mình về mình lại cha lại mẹ mình? Nếu mà không hiểu mình lại kiểu đó, ngày mai ông bà chết cái người ta đâu có thừa mình. Mình lại cha lại mẹ mình chùi cha mẹ mình chết. Quý vị nhớ rằng tuy là tượng á, bằng xi măng, bằng hình, bằng giấy, nhưng mà chúng ta thành tâm thành ý chúng ta lễ lại Phật Bồ Tát á, nó phát tự tánh Phật của Phật Bồ Tát trong tâm mình hiển lộ ra. Rồi lúc đó con người mình nó mới có tâm hiếu với cha mẹ của mình. Ý nói là mình đi đến chùa mình lại Quan Âm Bồ Tát chi vậy sao? Ở nhà không lại mẹ mình, lại cha mình. Cha mẹ là hai đấng sinh thành. Vì biết rằng có những cái lý luận nhìn giống như là đúng, nhưng mà nó rất vô nghĩa vì, tại vì sao? Vì nó phù hợp. Ví dụ như con người chúng ta ở nhà tự nhiên mình lôi cha mẹ mình ra mình lại. Mỗi năm 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 lôi cha mẹ ra lại. Bây giờ tự nhiên không mình đi làm điều này, quý vị thấy nó có chịu nổi không quý vị? Cha mẹ mình chịu không nổi mà mình, quý vị lại thử, quý vị sẽ không lại được 500 danh hiệu. Nhưng mà mình lại Phật Bồ Tát thì mình lại được. Lạ thay là như vậy. Vì sao? Phật Bồ Tát các ngài cái đức hạnh của ngài lớn quá. Nên từ xưa tới nay mình nghĩ rằng lại Phật lại Bồ Tát. Thì ra cái nghĩ người ta như vậy thì để cho người ta động viên người ta lại Phật lại Bồ Tát, để nó sanh cái tánh đức, nó hiền hậu, nó đạo đức, để nó hiếu với cha mẹ. Vậy thì đặc biệt quá quý vị. Nên cái người mà thường lý luận lạ kỳ là họ không có tu, họ lý luận không quý vị. Nên mình mà nghe cái người lý luận không đó là thôi giết à. Bản thân chúng ta là kể như là thôi, mình Phật pháp mình không có cảm giác đặc biệt gì chứ. Nếu như một người mà không tu hành gì thì nghe thích lắm. Tại vì họ đi lại cực quá, họ mệt, họ không có lại nên nghe vậy là họ chịu.
Nhưng mà mình mà chịu tu rồi, mình thấy đúng là Đại Phật Bồ Tát nó có cái sự an lạc, nó dịu cái tâm mình xuống. Cái tâm hung dữ, cái tâm bạo ngược lạ thay, mình lại Phật Bồ Tát, mình hiền. Có khi Nhị Đức nói với vị nghe, con cái chửi cha mắng mẹ, nhưng quý vị, một con người hung dữ gì đi chăng nữa, ít có ai mà dám chửi Phật Bồ Tát, quý vị công nhận không? Một con người hung dữ gì hung dữ nghe quý vị, tuy là tượng Phật Bồ Tát hình tranh rồi, tượng cốt xi măng đồ vậy đó, nhưng mà con người hung dữ không dám chửi vậy bà đó. Đi ngang khi còn cúi đầu á, hiểu một chút là phải chắp tay xá đi mới dám đó, hoặc là cúi đi ngang á, thì bị biết cái đức của Phật Bồ Tát lớn cỡ nào. Nên con người á, trước Phật Bồ Tát tự nhiên mình sanh tánh đức. Nên có nhiều người ta lý luận, ta nói rằng là tượng mà bằng cốt đất xi măng đồ này kia lễ lại làm gì, bị nghĩ họ nói như vậy mà chùa họ cũng thờ Phật Bồ Tát làm chi, không biết. Đúng là mình lý luận với không khéo bản thân mình tự đưa mình vào chồng, tự buộc dây mình lại. Nên mình mới mở rộng cái tâm mình ra, đối với chúng sanh có dùng nhiều phương tiện để cho người ta có cơ hội tu hành, có người ta cơ hội để mà người ta tạo cái duyên phước tu hành này kia. Có những người ngộ lắm, ví dụ như quý vị cúng dường hãy coi chùa nào mà người ta đang thiếu thốn thì cúng nó có phước, chứ chùa nào mà người ta không thiếu thốn cúng có tội. Vì nhớ kỹ, khi người ta phát tâm, người ta có tâm bố thí cúng dường thì cái tâm đó người ta đã có phước. Chứ bây giờ mình đi tìm cái chùa nào thiếu, cái chùa nào đủ, ai biết cái chuyện đó đâu. Ví dụ như mình thấy đủ duyên ở đâu mình cúng được thì mình cúng, mình không cúng thì thôi. Mình đi đến chùa, như chùa mình quý vị về, Nhà Đức nuôi bao nhiêu bà già, nhưng mà Nhà Đức có bao giờ xin viện các bạc nào đâu. Nhà Đức chỉ làm việc thiện gì, Nhà Đức nói à làm gì đó tốt, chương trình người mù tốt, làm tượng Phật tặng người ta để thờ cúng tốt, tặng máy niệm Phật cho người ta để gieo duyên niệm Phật tốt. Những việc Nhà Đức làm tốt, Nhà Đức nêu lên quý vị, có làm thì làm, không làm thì thôi. Nên có những người, người ta lý luận người ta rất là ngộ quý vị, rất là lạ. Có những người lý luận lạ lắm, nằm võng sẽ tổn phước rất là lớn, tại vì cái chân đưa ra bên ngoài đường nên người ta đi qua đi lỡ nó sẽ trúng vào mặt mày của người ta. Cái gì đó ngộ ghê, cái chuyện này nó lạ thiệt. Nên giết rồi người ta cảm thấy Phật Pháp nó đáng sợ. Chưa tu thì cái gì cũng không thấy tội, mà sao tu rồi sao nhiều cái tội quá. Thôi quý vị ơi, căn tính chúng sanh thờ Phật Pháp, quý vị dù là đọc giới kinh Phật dạy sao sao, nhưng mà hạ xuống một chút để cho người ta còn có cơ hội, người ta đi đến chùa, người ta có cơ hội người ta tiếp nhận Phật Pháp. Giống như mình là học lớp 1 mà kêu mình làm toán của lớp 4, lớp 5 sao làm được. Thôi thì mình cứ làm toán của cái mới học đi, 1 cộng 1 bằng 2, rồi 2 cộng 1 bằng 3, nó đơn giản như đi, để cho người ta dễ, để cho người ta dễ tiếp nhận mấy vị. Đừng có nên nói những cái chuyện nó xa vời quá. Như bản thân mình tu học lâu thì mình là thấy mình làm được cái gì cao thì mình làm. Còn nếu như người ta mới học mà mình đem cái cao của mình học bao nhiêu chục năm, mình ra mình để cho hàng cư sĩ thôi chịu thua. Với người ta thấy học Phật sao thấy đáng sợ quá. Mình chưa chắc là mình độ người ta, mà cái đó không khéo nào mình diệt Pháp. Vì người ta không tiếp nhận Phật Pháp thì mình diệt Pháp chứ làm sao giờ. Người ta mỏi mệt thì người ta nằm võng. Có nhiều người nói nghe Pháp mà nằm thì thành con rắn này kia. Tuy là dù là lời đó của Phật Bồ Tát dạy, nhưng mà có những người vì coi người ta làm quá mệt mỏi. Nên thí dụ như khỏe thì người ta lại chánh điện, người ta ngồi gì thẳng lưng, người ta ngồi gì, người ta nghe Pháp. Còn nếu như người ta ở nhà, người ta có cái ghế gì, người ta ngồi, người ta dựa, người ta nghe Pháp. Còn có nhiều người, người ta quá mệt rồi, người ta dựa vào cái ghế, cái gì đó, người ta nghe Pháp. Thật sự cho chúng sanh lợi một chút cũng được. Mình đừng có nói cái điều đó làm gì. Tại vì người ta bây giờ, người ta quá bận biệu như mình là tu trong chùa. Mình còn bận biệu gì. Rồi người ta khắp nơi nơi, người ta cũng làm, ngoài đời người ta bận dữ lắm. Rồi người ta có tiền, người ta cúng dường hộ trì cho tam bảo, thì bản thân của mình vậy, người ta làm sao cái gì mà người ta làm được, cho cơ hội người ta làm được, thì cái tâm mình vậy nó phát tâm từ bi lớn ra, phát tâm từ bi lớn ra.
Quý vị nhớ là chúng ta tạo tội nghiệp gì, cái đó là chúng ta tạo tội nghiệp. Cái nhân cái quả nó không sai. Chứ không phải nói rằng là mình tạo tội nghiệp đó rồi mình cúng dường cho Phật mình sẽ hóa giải cái tội này. Quý vị nhớ rằng nó không phải vậy đâu quý vị à. Quý vị đã tạo cái tội nghiệp đó, nếu quý vị còn trong lục đạo luân hồi này, nhất định quý vị phải trả cái tội nghiệp mà quý vị đã tạo. Còn quý vị tu phước tu duyên thì quý vị sẽ có phước duyên của quý vị. Nhân quả Phật pháp nó rất rõ ràng, rất là hay. Thí dụ như quý vị tạo màu trắng thì quý vị nhất định sẽ được màu trắng. Còn quý vị tạo màu đen chắc chắn quý vị sẽ dính màu đen. Nếu như một đời này quý vị tu tập mà quý vị được giải thoát cái tâm quý vị, thì quý vị sẽ không mê hoặc vào cái định luật nhân quả. Vì thì đúng, nó nói người đại tu hành không mê trong nhân quả. Người đại tu hành này giống như Phật Bồ Tát đi, các ngài đi đến cái cõi này, các ngài vẫn là thị hiện, các ngài bị hại, bị chửi mắng, bị nói này nói kia tùm lum, nhưng các ngài sẽ không có gọi là thích đấu đá với người khác, mà các ngài không mê hoặc trong cái nhân quả đó. Nó nói người đại tu hành không mê trong nhân quả. Phật Bồ Tát đến cuộc đời mà còn bị chửi, bị nói này nói kia, bị hại đủ cách mà. Mình coi trong kinh giáo coi có không? Có mà. Đúng không? Người đại tu hành không mê trong nhân quả. Chứ không phải là mình tạo tội nghiệp. Thí dụ như mình cắt cổ gà, rồi bây giờ mình đem tiền là mình cúng dường cho Phật, cái mình sẽ hóa giải được cái tội cắt cổ gà. Không có đâu. Nhân quả trong nhà Phật nó rất rõ ràng. Nếu như mình còn trong lục đạo luân hồi này, nhất định mình sẽ trả cái quả báo đó ra. Nhưng mà có cái là mình là người có tu hành, hoặc là mình giáng sanh về cực lạc, mình trở lại, thì mình sẽ không bao giờ khổ đau trong cái trả nợ đó. Mình không mê hoặc điên đảo. Còn phàm phu chúng ta thì trả nợ chúng ta rất buồn chán, rất khổ, rất tức. Thấy không? Nên mới dạy mình là tin sâu nhân quả đó. Nên người ta đi về chùa, người ta lại Phật Bồ Tát, điều này rất là tốt. Mình không lại được thì mình đừng có nói gì chứ. Mình không lại được mà, lại Phật Bồ Tát để sanh tánh đức quý vị. Chứ bây giờ kêu cha mẹ ngồi đó, mình lại cho mẹ chịu nói không? Bây giờ quý vị kêu cha mẹ vị ngồi đi, vị lại coi cha mẹ vị ngồi nói không? Nên mình lại Phật Bồ Tát để mình sanh cái tâm thiện. Mình thiện rồi lúc đó mình mới hiếu với cha mẹ của mình. Việc này nó rất là hay quý vị à. Rất là xác thực, nó rất là rõ ràng luôn. Nên á, Phật pháp mình đừng có cái gì mình cũng nói tội, đáng sợ lắm. Nó, mình hướng dẫn người ta làm sao mà nó đơn giản dễ nhất đi, để cho người ta dễ hành trì. Còn bản thân mình biết rằng mình hành trì có cái khó lắm, nhưng mà nếu mình đem cái khó mình đưa cho hàng sơ học thì tức khác người ta sẽ sợ Phật pháp, người ta sẽ không có tu học được. Nên những đức nói mình, bản thân mình chia sẻ Phật pháp thì nói thiệt chứ, dù đương thời người ta rất nghe đông, nhưng mà pháp hội mình chia sẻ rất đông người nghe, nhưng mà cũng có những người người ta ghét, người ta chửi mình thôi. Rồi những bài giảng như đức rất là vui, rồi vui quá đà, có khi người ta cũng thấy mình không có quan nghi gì, người ta cũng cắt từng đoạn ngắn ngắn, người ta cũng chửi. Bây giờ chưa chửi nhiều, mấy mốt nó chửi, ai cũng bị chửi thôi. Đến cuộc đời này thương thì có thương, nhưng ghét thì có ghét là chắc chắn luôn, không ai tránh được cái bị người ta dèm pha, bị chửi đó, bị không ai tránh được đâu. Nên chúng ta đã tu học thì chúng ta phải hiểu điều này, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả. Mình đã gieo nhân gì mình gặt quả báo nấy à. Mình có làm bao nhiêu việc thiện thì cũng có người người ta dèm pha, người ta chửi mình. Nhưng mà nếu hiểu Phật pháp rõ ràng thì dùng khẩu nghiệp để chửi người thì mình cũng mang cái nghiệp. Nên nó là quan gia nên giải, không nên kết. Nếu mình học Phật pháp hiểu rồi thì mình không chửi. Còn mình dù mình có học Phật mình không hiểu thì mình cũng chửi. Mình cũng lý luận để mình chửi nha, mình chăm chích nha. Chuyện này thật sự có miệng, có sức thì mặc sức mà làm. Đến khi thọ mạng đến, ngớ người lúc đó chúng ta sẽ thấy hối hận. Nhưng bây giờ ai mà tin. Nhưng đức nuôi người già, đức nhìn thấy rõ ràng lắm quý vị. Viết là bản thân của mình cố gắng niệm Phật. Nên những đoạn những đức chia sẻ rất là ngắn, khuyên quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, thường nhìn mình để mà điều chỉnh mình cho thật là tốt. Mạng internet á, nó cũng lợi ích khi mình được nghe pháp, nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Cả tu với tu nó cũng bao nhiêu chuyện ở trên đó, đủ chuyện. Hàng Phật tử, nhất là hàng Phật tử tội nghiệp, theo một nhóm theo người này quý người này, một nhóm theo người này quý người này, cái hai người này có chuyện gì đụng chạm, cái hai nhóm Phật tử đụng với nhau tội nghiệp không. Nên những đức dặn hàng Phật tử, những đức mà nghe những đức chia sẻ Phật pháp hoài,
sau này những đứa có bị ai chửi, bị ai nói cái gì, bị chù dập cái gì, mặc kệ những đứa. Bản thân những đứa tu hành, những đứa sẽ vui trả nợ. Thấy không? Quý vị đừng đụng vô chén vào nhân quả người ta làm chi. Quý vị nghe lời, quý vị cố gắng niệm Phật đi, để cầu sanh cực lạc đi, đó là hay nhất luôn. Niệm Phật cầu sanh cực lạc đó là hay nhất. Nhớ kỹ. Và có những người chỉ sao Phật Pháp nói rằng là, ví dụ như bây giờ nhà chung cư 5, 7 tầng, 10 tầng gì đó, thì thờ Phật chỉ có thờ được trên sân thượng thôi. Còn tất cả nhà ở dưới không được thờ. Tại vì người ta đi trên, Phật ở dưới. Cái này là tư tưởng của phàm phu mình. Quý vị chặn ngang cái việc người ta thờ Phật Bồ Tát. Đáng thương thiệt. Quý vị coi Phật Bồ Tát chỉ cần nghĩ lợi ích cho chúng sanh thôi, là Phật Bồ Tát đã thấy vui lòng mà. Bản thân mình là phàm phu, những đức là phàm phu thôi nè. Bây giờ những đức bất cần những đức đi, những đức mong làm sao mà người ta được lợi ích thôi. Đó. Có những người ta đeo cái máy niệm Phật có hình những đức, ta nói ta để vô trong túi hay là lộn quần, hay để túi vô trong có sao không thầy những đức nói. Quý vị chỉ cần niệm Phật là những đức thấy mừng rồi. Bản thân những đức không quan trọng chứ. Phàm phu mà mình còn có tâm đó một chút nữa. Không chỉ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát thấy rằng mình có tâm thờ Phật Bồ Tát để phát triển tánh Phật, thì cái điều đó Phật Bồ Tát đã thấy hoan hỷ rồi. Phật Bồ Tát nào mà chết nên lý luận có khi cũng không phải từ kinh giáo gì đâu quý vị, mà có người lý luận chúng ta cảm thấy làm sao phù hợp thì chúng ta áp dụng. Quý vị hỏi những đức, nếu nhà mình rất nhỏ thờ Phật, thờ tượng Phật được không? Nếu quý vị chịu thờ là Phật Bồ Tát hoan hỷ. Phật Bồ Tát không có nói đến cái chuyện nhà nhỏ nhà lớn ở đây. Rồi nếu như mà chung cư nhà rất là cao, vậy thì mỗi cái phòng ở đó người ta có thờ Phật Bồ Tát được hay không? Những đức nó 100% được. Nếu như quý vị thờ vị chân thật niệm Phật mà có tội, tội để những đức gánh hết chứ. Tội để những đức gánh hết chứ. Vì cái thờ đi, không có tội gì hết. Không có tội gì hết. Cái hình thức Phật Bồ Tát là để cho chúng ta mỗi người, để nhắc nhở mình. Hiểu chưa quý vị? Để nhắc nhở mình. Nếu cái gì cũng tội chứ thì con người không được nhìn cái hình ảnh thiện. Ta nhìn hình Phật Bồ Tát người ta cũng phát thiện tâm. Cho người ta cơ hội đó đi quý vị. Nên nhà có nhỏ cái nào mà thờ Phật Bồ Tát, nếu bị có tâm tốt, Phật Bồ Tát mới trách quý vị đâu. Nên cho người ta cơ hội gì, cuộc đời bây giờ nó quá khổ quá cực, quá bận bịu. Cho người ta tại gia có ngôi tam bảo để người ta có cơ hội niệm Phật lễ Phật tại nhà. Chứ không phải là mình sợ người ta ở nhà rồi ta tu hết, mai mốt không ai cúng dường như mình cũng có quý vị. Phật Pháp là mình mong người ta được lợi ích tốt đi. Nhân quả tương đồng không có sợ gì chứ. Không? Vì cứ thờ được hết. Đó. Có nhiều người nói rằng đeo cái cộng dây chuyền có hình Phật thì bị tội, vô nhà vệ sinh bị tội. Bây giờ như Đức hỏi vị đang đeo gì cái trang sức có cái hình Phật Bồ Tát. Không lẽ bây giờ vị vô nhà vệ sinh vị để đâu bây giờ? Không lẽ bỏ vô túi? Không lẽ bây giờ đem ngậm vô cái họng? Suy nghĩ đi. Quá nhiều cái điều mà làm cho người ta phải sợ Phật Pháp. Đây là một cái hình mẫu đi. Người ta nhìn cái hình Quan Âm hay Di Đà, cộng dây chuyền người ta cũng kết duyên đi. Hoặc là lâu lâu quý vị cầm đi nhìn ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật mà nhìn cũng được. Đó tại vì mình học Phật, mình ngưỡng mộ Phật Bồ Tát, mình tôn trọng Phật Bồ Tát. Bây giờ ví dụ như người ta làm cái hình của những đức mà cộng dây chuyền người ta đeo, không lẽ bây giờ tao vô nhà vệ sinh những đức nó mày đeo cái hình tao vô nhà vệ sinh có tội nghe mày? Những đức có nào mà nói gì? Mình thấy người ta quý trọng mình cảm ơn người ta. Phàm phu mình còn có cái tâm này không chi mà Phật Bồ Tát kết tội gì? Không có tội gì hết quý vị. Nó có nhiều người nghe gì sợ cái tự nhiên cầm dây chuyền Phật Bồ Tát bỏ vô miệng tầm bậy cái thấy chứ. Nên mình học Phật mình phải có cái sự sáng suốt, có trí tuệ, nhận thức cho sâu sắc. Vậy thì quá đặc biệt rồi quý vị. Tuyệt vời vô cùng. Nên những điều như Đức chia sẻ ở đây nó giúp cho quý vị nhẹ nhàng cái tâm. Quý vị nhớ rằng Phật Pháp trọng tâm quý vị à. Còn cái chuyện gia đình hoàn cảnh thì có giàu có nghèo, có rộng có chặt, thì chỉ cần có tâm mình có Phật. Nhiều người nói rằng là bây giờ nếu mà nhà ở dưới thấp á, mà thờ Phật Bồ Tát á, thì không nên thờ. Nếu mình muốn niệm Phật lễ Phật thì mình nhìn lên trời, nhìn cái cửa sổ coi, làm khó người ta ghê không? Nếu mà người bình thường mà làm gì, người ta không biết ta nói mình bị khùng. Ví dụ như có tượng Phật, có hình Phật Bồ Tát, mình lại lễ lại, ta còn thấy mình, đó là lễ lại Phật Bồ Tát.
trong gia đình mà có thờ Phật Bồ Tát á, giúp cho mình cũng có sự bình an lắm mấy vị. Bình an đó là cái tâm của mình cảm thấy bình yên, hiểu không? Nó, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm bình an thì cảnh nó bình an thôi. Việc đó là quan trọng nhất. Quý vị cố gắng niệm Phật, rồi dựng tín nguyện niệm Phật, nhớ đừng có xen vào chuyện này chuyện kia của người ta, đừng có hơn thua đấu đá mà chuyện người này người nọ, hoặc quý người đó cái người ta đụng cái gì mình xen vô, mình đụng chạm vô, đừng có gì, đừng có gì quý vị nhớ. Hãy lo niệm Phật đi, hãy lo bản thân mình đi, hãy lo quét nhà mình cho sạch đi nghe quý vị. Như bản thân những đức bị ai chửi ai mắng gì kệ những đức, đừng có đụng vô, đừng bao giờ tạo cái nghiệp đó làm chi. Những đức không quan trọng tới điều đó, mình cố gắng niệm Phật, bản thân mình cố gắng tu hành, cố gắng niệm Phật, đây là quan trọng. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.